Rồi gấp ha, gấp vô. Đây là một cái con này, con ốc. Con ốc này nó sẽ lục giác, chúng ta sẽ chạy từ ở trong này nè, chúng ta chạy ra. Và trong này cái đầu lục giác nó sẽ vô nè, thấy không? Xong sau đó chúng ta sẽ ịn cái này vô đây. Đó, là chúng ta đã có được một cái gì đó nó rất là gọn gàng rồi, thấy không? Đó, rồi. Xong sau đó chúng ta sẽ xỏ qua con vô vô phía bên này. Được chưa? Đó, sau đó chúng ta sẽ cho một miếng bát nhựa vô. Chúng ta cho một cái bạc đạn vô. À, rồi sau đó nếu mà lỡ mà bạc đạn này có hư thì lấy bạc đạn này đưa qua nha. Xong rồi sau đó chúng ta dặn, mới sau đó dặn được, chúng ta sẽ cho thêm một cái miếng này nữa. Chưa được luôn, chúng ta cho cái miếng bát vô. À, nhớ mặt quen cái mặt khía vô nha. Mỗi lần lắp cái này chúng nhớ Onichan, nó đè anh đi mài mấy cái mặt khía ha. Đúng là thời gian đầu chơi vô vô nó có nhiều điều lắm. Rồi nắm hai cái ở ngoài, nắm hai cái cục gù ở ngoài nha. Xay, xay, xay cho tới khi nó cứng. Rồi, xong. Ui da, nó rớt ra. Nếu mà nó rớt ra thì chúng ta sẽ dùng một miếng keo để chúng ta dán nó lại nha các bạn nhé.